Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Sự thật đồng tâm, họng súng giảm thanh chỉ cách cụ Kình 1 mét. Những thông tin từ luật sư cho thấy sự thật còn man rợ hơn tất cả những gì công chúng chứng kiến trước đây về vụ tấn công vào đồng tâm đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo nội dung đơn kiến nghị trước khi xét xử của 13 vị luật sư gửi đến hội đồng xét xử vào hôm 3 tháng 9 năm 2020. Đặc biệt là vụ tấn công vào đồng tâm được Công an Hà Nội đưa ra vào Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý và Bộ Công an phê duyệt cho thấy sự việc không hề ngẫu nhiên. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu, người chứng kiến cụ Lê Đình Kình bị bắn. Sau đó ông Hiểu cũng bị bắn vào tim nhưng may mắn thoát chết vì đạn sượt xuống sườn. Người bắn đứng trước cụ Kình khoảng 1 mét, nòng súng to như cổ tay nhắm thẳng vào ngực cụ Kình. Cụ Kình ngã xuống, chết trước mặt tôi. Sau đó chó nghiệp vụ vào kéo xác cụ Kình đi. Đó là thông tin đặc biệt không có trong hồ sơ vụ án nhưng được ông Bùi Viết Hiểu nói trực tiếp với luật sư khi được phép gặp trong trại giam. Chỉ bấy nhiêu thông tin cũng khiến cho các luật sư cũng như công luận mong muốn nhận được triệu tập ngay tay súng sát thủ này với khẩu súng có gắn nòng giảm thanh. Chỉ có nòng súng giảm thanh mới có thể to như cổ tay và chi tiết này được suy ra theo lời kể của ông Hiểu. Chắc chắn dư luận mong muốn được một sự thật rõ ràng vì sao lại dùng khẩu súng to như cổ tay và tại sao nòng giảm thanh được chuẩn bị sẵn để đưa vào phòng cụ Kình. Ai là người lên kế hoạch và ra lệnh hành quyết cụ Lê Đình Kình như vậy? Nhắm thẳng vào cụ Kình với cự ly 1 mét và ngã xuống chết ngay trước mặt ông Hiểu. Lời tố cáo này chứa đựng một sự thật khác so với bản kết luận điều tra, trong đó ghi rằng công an bắn 2 phát từ sau lưng trong cự ly từ 2 đến 2,5 mét. Cáo trạng còn nhận định rằng tiêu diệt cụ Kình là cần thiết và đúng pháp luật vì cụ Kình dùng tiếp cắn, dao nhọn tấn công chiến sĩ và từ trong phòng ném lựu đạn ra nhưng không nổ, khi bị giết chết trên tay vẫn cầm lựu đạn. Tuy nhiên, theo đơn kiến nghị thì các luật sư nêu ra thực tế rằng kể từ sau khi bị gãy chân vào năm 2017, cụ Kình chủ yếu sống trên xe lăn do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng. Thời gian sau này, khoảng một vài tháng trước khi xảy ra sự kiện ngày 9 tháng 1 năm 2020, cụ Kình đã không cần dùng tới xe lăn nhưng đi lại chống gậy. Do vậy, việc cho rằng cụ Kình một tay giữ cây gậy sắt để giữ cho thăng bằng, một tay cầm dao tuyếp để tấn công lực lượng chức năng là hết sức thiếu cơ sở thực tế. Vì thế, các luật sư cũng đòi hỏi phải có cơ sở khoa học và thực nghiệm hiện trường. Đây là hình ảnh vào bên trái là hành lang dẫn đến phòng cụ Kình và ô khoanh đỏ là cửa phòng cụ Kình. Còn bên phải là cảnh trong phòng với những vũng máu nơi cụ Kình ngã xuống. Bởi lẽ cáo trạng đã chà đạp đến những tiêu chuẩn công lý khi mạnh miệng kết tội một người đã chết trước khi được tòa xử tuyên án. Dường như Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã không biết đến nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc căn bản của luật hình sự tại Việt Nam. Nguyên tắc này được quy định thành văn bản rằng không ai được xem là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vội vàng quy kết hành vi của Lê Đình Kình đã phạm tội giết người theo quy định của khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự là trái với quy định của pháp luật. Hơn thế nữa, từ cách quy kết này dẫn đến cách sử dụng từ ngữ, cách xưng hô với một người già 84 tuổi, gần 60 năm tuổi đảng một cách trống không, miệt thị là hành động thiếu văn hóa và tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử. Các luật sư đã đưa ra lập luận trong bản kiến nghị như vậy. Ông Bùi Viết Hiểu cũng là nạn nhân của vụ hành vi giết người với 2 phát súng nhắm bắn, nhưng may mắn ông được sống sót chỉ vì họ nhắm vào tim mà đạn sượt xuống sườn. Bản kết luận điều tra có nhắc tới bị can Bùi Viết Hiểu bị thương nhưng không xác định được cơ chế hình thành vết thương, còn bản cáo trạng thì hoàn toàn không thấy nhắc tới nội dung này. Tuy nhiên, theo lời khai của ông Bùi Viết Hiểu, khi gặp luật sư trong trại giam thì sau khi bắn chết ông Kình, người ta soi đèn sáng và bắn 2 phát đạn vào ông. Một phát đạn vào chân và một phát đạn vào ngực. Và việc ông thoát chết là nằm ngoài dự tính của người bắn vì họ nhắm vào bắn tim, những đạn sượt xuống sườn và chạm nổ khiến ông bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, 2 lỗ đại tràng. Tới gần 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1 năm 2020, sau thời gian chờ chết nhưng ông không chết mà rơi vào trạng thái hôn mê, tim mạch ngừng thì mới được đem đi cấp cứu. Ông Bùi Viết Hiểu, hiện 77 tuổi, trước đây đã từng tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, là người có công với cách mạng, thường xuyên sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh xã Đồng Tâm. Ông cũng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Đảng bộ xã Đồng Tâm. Đây là hình ảnh khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung đối thoại với người dân Đồng Tâm, ông Bùi Viết Hiểu là người đầu tiên phát biểu.
Tại cuộc đối thoại với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào trưa ngày 22 tháng 4 năm 2017, ông Bùi Viết Hiểu, người dân đầu tiên phát biểu đã chia sẻ với người dân thôn Hoành giữ cán bộ là vì bước đồng cùng mà thôi. Trong đơn kiến nghị gửi đến tòa án, các luật sư nhận định rằng trong bản kết luận điều tra có nhắc tới bị can Bùi Viết Hiểu bị thương nhưng không xác định được cơ thể hình thành vết thương, còn bản cáo trạng thì hoàn toàn không thấy nhắc tới nội dung này. Do đó, cần xác định rõ ràng việc này không nhắc tới các vết thương của bị can Bùi Viết Hiểu là sự cố tình lờ đi hay chỉ là một sự cố, lỗi chủ quan về mặt nghiệp vụ. Và dù nó xuất hiện với nguyên nhân gì thì cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung cho kịp thời. Bản kiến nghị trước ngày xét xử của 13 luật sư cũng nhận định về kế hoạch tấn công vào đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 rằng theo trang 5 cáo trạng, kế hoạch tấn công vào đồng Tâm do Công an thành phố Hà Nội đưa ra và kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương, đã được Bộ Công an phê duyệt. Như vậy, đây là một kế hoạch bài bản, có sẵn, không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Nó trái ngược hoàn toàn với những thông tin ban đầu khi mới xảy ra sự kiện, được Bộ Công an đăng tải trên trang web của Công Khai và được các tờ báo lớn nhỏ đăng tải dẫn nguồn về việc hành động tấn công diễn ra trên cánh đồng xanh. Đây là hình ảnh cuộc đột kích giữa đêm khuya vào thôn Hoành, làng Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 của 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an được trang bị chó nghiệp vụ và đầy đủ công cụ bảo hộ. Cho đến tận bây giờ, rất nhiều người dân vẫn hiểu rằng những người dân Đồng Tâm, những người bị can và bị bắt trong vụ án này đã chống lại lực lượng thi hành công vụ trên cánh đồng xanh, nơi xảy ra tranh chấp đất đai, chứ không phải trong làng Hoành hay trong nhà cụ Kình. Những thông tin nhiễu loạn và được suy diễn theo hướng xấu cho tình trạng của các bị can, bản kiến nghị nêu ra nhận định như vậy. Và lời khai của ông Bùi Viết Hiểu khi gặp luật sư trong trại tạm giam cũng phù hợp với nhận xét của anh Trịnh Bá Phương, người có điều kiện tiếp xúc với vợ cụ Lê Đình Kình là bà Dư Thị Thành, tới tận hiện trường, tức là nhà cụ Kình, để tìm hiểu. Anh Trịnh Bá Phương còn nói rằng bản cáo trạng được viết rất công phu, chi tiết, nhưng có những chi tiết sai phạm nghiêm trọng như: thứ nhất là trang 15 mô tả cảnh ập vào phòng cụ Kình lần 1. Cảnh sát có bắn một phát súng chỉ thiên từ phía cửa chính và tìm cách đột nhập vào phòng cụ từ phía cửa sắt, nhưng bị cụ chọc dao qua khay cửa làm sức tay, không mở được cửa và không nổ súng thêm một phát nào. Thứ hai là trang 16 mô tả cụ Kình đứng quay lưng về phía tổ công tác, tay cầm lựu đạn, bị bắn 2 phát chết ngay và bị chó nghiệp vụ cắn vào đầu gối lôi ra ngoài. Thứ ba là trang 29 kết luận pháp y thì cụ Kình bị giết bởi 2 viên đạn thẳng, chết do mất máu tối cấp. Và với 3 chi tiết này, trong bản cáo trạng, cơ quan điều tra muốn nói rằng cụ Kình đã bị bắn chết trước khi có bất kỳ viên cảnh sát nào đi vào phòng ngủ của cụ. Chỉ duy nhất có con chó nghiệp vụ sau đó lao vào cắn đầu gối cụ Kình rồi lôi ra phòng khách. Đây là hình ảnh ai sẽ làm nhân chứng cho các vết đạn chi chít trong phòng ngủ của Lê Đình Kình được giáo sư Hoàng Sơn Phú tập hợp chi tiết trong phần 1.1, tiêu đề là tội ác man dợ nằm trong bộ hồ sơ mang tên tội ác Đồng Tâm. Nhưng sự thật, bà Dư Thị Thành cho biết khi công an vào phòng bịt mồm khóa tay bà rồi lôi ra ngoài, lúc đó bà chứng kiến cảnh chồng mình vẫn còn sống trong phòng. Trước đó bà thấy cụ Kình bị sặc hơi cay, khó chịu quá nên bà phải lấy cái mũ len đi nhúng nước rồi đưa cho cụ Kình. Đến khi bị bắt lên đồn Miếu Môn, bà vẫn không nghĩ rằng chồng mình đã chết. Như vậy có thể khẳng định một điều là thời điểm cụ Kình bị bắt chết phải là sau khi đưa bà Thành ra ngoài, chứ không phải là bắn chết ngay khi phá cửa ngách bếp, thời điểm các tổ công tác vẫn chưa đột nhập vào phòng đưa bà Thành đi. Bản kết luận điều tra có đoạn tiếp như sau: khi phá khóa cửa ngách, tức là cửa vào khu bếp, tổ công tác phát hiện Lê Đình Kình đang cầm một quả lựu đạn trên tay, phải đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía tổ công tác nên sử dụng súng nhằm về hướng đối tượng, cách vị trí cụ Kình khoảng 2 đến 2,5 mét và nổ súng 2 lần khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra ngoài cửa. Ngay lúc đó, một con chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà Kình. Khi lực lượng công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay của Kình vẫn cầm một quả lựu đạn. Anh Trịnh Bá Phương nhận xét rằng phòng ngủ của Kình trong ô kẻ đỏ trong bức ảnh vừa xong, vậy kẻ nổ súng đứng ở vị trí nào, cách 2 đến 2,5 mét thì kẻ nổ súng trong tổ công tác chỉ có thể đứng phía trước bức tường nhà hoặc đứng phía sát cửa bếp mới có đủ khoảng cách 2 đến 2,5 mét. Nhưng nếu đứng phía sau bức tường thì không thể bắn xuyên qua bức tường trúng vào lưng cụ Kình. Như thế, kết luận điều tra cần phải làm rõ những chi tiết như sau. Nếu cụ Kình đứng sát cửa phòng ngủ ở phía trong, tức là ông Hiểu cùng đứng nép vào tường cùng ông Kình, như theo bản kết luận điều tra thì tầm bắn góc không thể bắn trúng lưng cụ Kình được, mà góc bắn đó thì đạn chỉ có thể bắn vào mép cửa phòng mà thôi.
đưa hình ảnh từ trái qua bao gồm Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương và bà Cấn Thị Thêu là ba mẹ con này đều bị bắt giam vì dám lên tiếng mạnh mẽ về những sự thật về vụ thảm sát tại Đồng Tâm. Và nếu cụ Kình đứng sát cửa phía ngoài quay lưng về phía tổ công tác, thì khi chúng hai phát đạn thì cụ Kình không thể ngã theo hướng như bản kết luận điều tra là cụ Kình ngã đầu hướng trong phòng, chân ra ngoài cửa, mà theo lẽ tự nhiên khi bị tác động bởi lực bắn, tức là góc bắn phải là góc xéo từ cửa cách bếp để có đủ khoảng cách 2 đến 2,5 mét, thì cụ Kình phải ngã về phía dọc hành lang. Trong khi dấu vết tại hiện trường có rất nhiều máu trong phòng ngủ nhưng không phải là phía ngoài cửa hành lang, gia đình cụ Kình còn tìm thấy trong phòng ngủ một bao tải nhét ở dưới gầm giường, trong đó chứa đầy máu được lau bởi quần áo có sẵn trong phòng. Điều này chứng tỏ kết luận điều tra là bịa đặt và việc giết cụ Kình là chủ động sắp đặt từ trước. Theo suy luận của tác giả bài phân tích, nếu cụ Kình thật sự bị bắn hai phát đạn từ phía đằng sau lưng, bất kể đứng sát cửa phòng ngủ ở phía trong hay ở phía ngoài phòng ngủ, thì cụ Kình phải ngã sấp mặt xuống đất do tác động của lực bắn từ phía sau, tức là trong tư thế nằm sấp dưới đất. Nhưng bản kết luận điều tra lại viết rằng, ngay lúc này một chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà Kình. Khi lực lượng công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay của Kình vẫn cầm một quả lựu đạn. Con chó cắn vào đầu gối cụ Kình lôi đi thì không thể nào làm thay đổi tư thế cụ Kình nằm sấp dưới đất thành nằm ngửa được. Rõ ràng cơ quan điều tra đã giấu đầu hở đuôi bịa đặt của mình. Do trời xui đất khiến nên những kẻ gian thường không khôn. Hơn nữa, vết cắn ở đầu gối, tức là xem hình ảnh, cho thấy con chó nghiệp vụ đã lôi cụ Kình đi với tư thế cụ nằm ngửa dưới đất. Điều đó có nghĩa là cụ Kình đã bị bắn từ phía trước, tức là trực diện, nên đã ngã ngửa xuống đất, đúng như lời ông Bùi Viết Hiểu đã nói với luật sư của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020 với bản tin Sự thật Đồng Tâm, họng súng giảm thanh chỉ cách cụ Kình 1 mét. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.